Vâng, xưởng sản xuất đồ gỗ Đại Hương xin kính chào toàn thể quý khách. Hiện tại bây giờ là 11 giờ trưa của ngày mùng 3 tháng 6 năm 2022. Bên em đang có mặt tại nhà chị Đoàn Ngọc ở Đoàn Thị Hoạt. Đoàn Thị Ngọt à? À, vâng, vâng, cháu xin lỗi. Là ở thôn gọi là Phạm Phạm xã 2, xã Tuấn Việt. Tuấn Việt, đấy, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để bàn giao một bộ ghế. Xã Tân Hưng. Vâng. Tuấn Việt. Tuấn Việt rồi. Vâng, vâng. Xã nào được bạn? Tuấn Việt rồi. Và đây là Đức Hoan Mạnh Hoạch. Vâng, đúng rồi bạn. Đây cháu quay review bộ bàn ghế Âu Á Trương Cuốn Thư được làm từ chất liệu gỗ xoan đây. Để bàn giao về nhà chị Ngọt. Chị Ngọt. Nhưng mà bài cũng được là đây mua. Vâng ạ. Đây video thực tế nhất các bạn có thể nhìn tận mắt luôn. Đấy. Hàng nét căng luôn các bạn ạ. Đấy, bộ này thì em báo giá công khai là 13.500.000. Đấy, bao ship 100 cây nha các bác nhá. Đấy, bạn nào mà đang kết bộ sản phẩm này thì dừng lại 5 giây này. Đồ gỗ Đại Dương này 0985188083 lưu số điện thoại của em vào. Đấy, các bác cứ điện cho em. Mua hàng không cần đặt cọc nha các bác nhá. Các bác cứ báo cho em rõ địa chỉ là em sẽ giao tận nhà. Đúng như quảng cáo đấy. Vâng ạ. Đúng như quảng cáo thì mới thanh toán nha các bác nhá. Nếu mà sai thì trở quay đầu bên em cam kết luôn. Đấy. Đây. Đây là hai bác. Chào. Có dạ. Vâng ạ. Nhà chị Ngọt, thôn Hạ Sa, xã Tân Hưng. Vâng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Đấy, bộ sản phẩm Âu Á Trương Cuốn Thư nha các bạn nhá. Đấy. Đây là video thực tế em giao tại nhà người tiêu dùng luôn. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại.